Vâng, em xin chào các bác. Em mới cập bến được một siêu phẩm Omega Smarter vàng đốt 14K kim cọc mạch vàng đốt luôn nha các bác. Đấy. Đeo lên tay rồi. Đấy, mời các bác cùng ngắm con này hoa hoa hậu luôn nha. Con này em đang giao là 29 triệu. Bác nào muốn sở hữu những con Omega vàng đốt thì chơi sưu tầm thì cuối năm về được có một con này thôi các bác, một con vàng đốt này thôi. Đây, em mời các bác cùng ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của con Omega Smarter này. Kim cọc là vàng đốt. Đây, các bác cùng ngắm vẻ đẹp của nó đây. Từ nấm này các bác, nấm này. Đấy. Đế này. Đốt 14K nguyên con và mé rất là đẹp các bác. Switch. Bác nào yêu thích vàng đốt thì chơi con này nha. Hiện tại Omega em cuối năm chỉ về được một con Omega vàng đốt này thôi. Còn lại bọc vàng, mấy con bọc vàng thì nó giá sẽ rẻ hơn quá. Nhưng con này về cũng giá cũng yêu mà hàng nó đẹp quá. Cơ nó rất là đẹp luôn. Bác nào mình lụm chốt em này mà chơi ngày Tết trưng bày sưu tầm thì alo. Mạch vàng luôn nha bác, nó mạch vàng đốt luôn. Em giao là 29 nha, bao gồm phí ship nữa. Chuyện không đủ thì em bớt 300.000. Thì con này em cân đối giá yêu nhất cho các bác mình chơi rồi. Thì vàng đốt nó không có rẻ các bác. Em giao 29 là gần xem với nhé. Mấy con những con bọc vàng họ bán rồi đấy. 29 nha bác, vàng đốt 14K nguyên con. Dòng Smarter thì cũng là huyền thoại nhà Omega rồi. Nói chung con này là không có điểm trừ đâu. Trừ mỗi điểm là giờ đi kiếm người chốt thôi. Chứ còn bây giờ con này quá đẹp rồi quá. Kính xin mẹ xin hết nha. Đã leo vào căn chỉnh hết rồi. Những con vàng đốt thì bên em có thu lại là hỗ trợ các bác nâng cấp là tới 80% lận nha các bác. Thì vàng đốt cái giá thu vào nó khá là cao so với những con bọc vàng. Bọc vàng thì bên em giao lưu và hỗ trợ các bác nâng cấp là 70%. Còn và những con vàng đốt thì 80%. Có nghĩa là các bác chơi mình trải nghiệm này và giữ gìn sản phẩm của sản phẩm bên em, và khi các bác mua những con này đều có giấy tờ đầy đủ kèm theo ngày mua vân vân. Sau này các bác nâng cấp lên đời thì cứ alo em Chiến thôi. Còn những con vàng đốc thì giá trị nó càng ngày càng cao thôi quá. Đây những con này đẳng cấp, ra đường ai cũng biết nha bác. Đấy, đốc ca mạch số luôn, đẹp quá. Buồn buồn thiếu tiền gỡ mất mấy cái cọc số này là bán là đủ tiền nhậu quá. Rồi con này em đang giao 29 mới về lên sóng đấy, các bác cùng mình ngắm chia sẻ một cái vẻ đẹp tuyệt vời đến từ hãng Omega Smarter Review. Đây nó đẹp một cách mướt mát luôn các bác. Đây các bác thấy chưa? Duy nhất một con các bác nhanh tay thì chốt nha. Hai số điện thoại 0978338314 hoặc là 0967772027 nha. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào lấy thì alo cho em.